Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình chủ nhật ngày mùng 10 tháng 5. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng thăm kiểm tra vùng trồng vải trứng Hưng Yên. Chuyên đề: Hưng Yên thực hiện các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19. Các trường mầm non sẵn sàng các điều kiện đón trẻ trở lại trường. Tiếp nhận 143 công dân trở về từ nước ngoài thực hiện cách ly. Người cao tuổi xã Nhật Tân tuổi cao gương sáng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tháo gỡ khó khăn phục hồi sản xuất, chiều ngày 9 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xây dựng khuôn viên bảo tồn cây vải trứng Hưng Yên, cây vải tổ tại thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam và vùng trồng vải trứng tại hai huyện Phù Cử, Ân Thi. Đây là dự án nằm trong đề án bảo tồn và phát triển vùng nhãn vải đặc sản của tỉnh. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cử đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát dự kiến quy hoạch khuôn viên bảo tồn cây vải tổ được trồng cách đây chưa 150 năm tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vì ở thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phan Xào Nam tiến hành khảo sát, kiểm kê đất đai và tài sản trên đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu huyện Phù Cử phối hợp với các sở ngành liên quan điều chỉnh lại quy hoạch khuôn viên bảo tồn cây vải tổ cho phù hợp với tình hình thực tiễn, xây dựng phương án bồi thường, bố trí tái định cư phù hợp, khẩn trương trình UBND tỉnh. Cùng với đó, vận động người dân trong khu vực dự án để người dân ủng hộ, bảo đảm dự án hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Đồng chí nhấn mạnh việc bảo tồn cây vải tổ này không chỉ có giá trị về kinh tế mà còn mang giá trị văn hóa lịch sử và gắn với giới thiệu quảng bá về sản vật vải trứng Hưng Yên, phục vụ du lịch sinh thái đối với vùng vải trứng nơi đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã đến thăm mô hình trồng vải trứng của một số hộ thâm canh vải theo hướng Việt Gáp trên địa bàn xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi. Hiện nay tổng diện tích vải ở hai huyện Ân Thi và Phù Cử là gần 900 ha, trong đó vải trứng là 170 ha. Diện tích đã cho thu hoạch khoảng 70 ha. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Công thương phối hợp với huyện Phù Cử khẩn trương xây dựng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm vải trứng và nhãn, trước tiên là mở rộng diện tích thâm canh vải theo hướng Việt Gáp, phối hợp với các viện khoa học, trung tâm giống nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng quả vải. Mong đồng chí lãnh đạo các sở ngành đẩy mạnh cái quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại để làm sao cái mùa vải năm nay khoảng 3 tuần nữa toàn bộ vải của Hưng Yên, của Phù Cử, của Phan Xào Nam, của Tam Đa đã được các nhà phân phối ở Hà Nội biết hết để chúng ta tiêu thụ hết vải cho bà con. Sau đó rồi từng bước tiến tới là cái nhãn năm nay cũng là rất được mùa. Để cho là vấn đề là xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, quảng bá sản phẩm, thành lập hợp tác xã, sản xuất Việt Gáp, đảm bảo là sản phẩm của chúng ta là sạch, có chất lượng, bao bì mẫu mã tốt thì chắc chắn là giá trị sản phẩm của mình sẽ rất là tốt, thì nâng cao được cái thu nhập của nhân dân, những người chuyển đổi trồng vải của tỉnh nhà. Rất mong là không chỉ có Tam Đa, không chỉ có Phan Xào Nam mà sẽ có 1-2 năm nữa sẽ có nhiều xã mà có diện tích vải chuyển đổi nhiều như thế này để phát huy hiệu quả trên một diện tích canh tác. Năm nay diện tích vải trên địa bàn tỉnh được mùa, vì vậy Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Phù Cử khẩn trương phối hợp với các sở ngành có liên quan công bố nhãn hiệu chứng nhận vải trứng Hưng Yên, xây dựng các phương án tiêu thụ sản phẩm vải, tránh tình trạng được mùa mất giá. Cùng với đó, phát triển giống vải theo quy hoạch, mở rộng thương hiệu vải trứng. Hiện nay thì chúng tôi đang tập trung để hướng dẫn mở rộng, nâng cấp cũng như là đảm bảo được cái khu vực của cây vải tổ cũng như là các cái vùng vải khác trên địa bàn của huyện Phù Cử và huyện Ân Thi. Đối với cái cây vải là cây quý hiếm đặc sản, do vậy là cái kỹ thuật đòi hỏi rất cao, thì chúng tôi cũng đang tập trung để
hướng dẫn cho bà con để triển khai cái bảo tồn và phát triển cái cây vải, trong đó thì đặc biệt quan tâm đến cây vải trứng. Đến thời điểm hiện nay thì theo cái số liệu tổng hợp của chúng tôi thì với cái sản lượng mà chúng tôi đã ký văn bản ghi nhớ với Centra Group, Bixi, Vivimax và năm nay có một điểm khác biệt nữa là chỗ hợp tác xã của Sài Gòn Coop thì cũng đã cam kết và cái tiêu thụ cái sản phẩm. Về cơ bản này, sản lượng của vải của chúng ta thì không lo cái đầu ra. Vải trứng Hưng Yên là giống vải quý, khi thu hoạch để ngoài tự nhiên từ 3 đến 4 ngày vẫn giữ nguyên màu sắc hương vị, cùi dày, ngọt sắc và có rất nhiều nước, hạt nhỏ. Chỉ từ 18 đến 22 quả một kg và có giá cao hơn các giống vải khác, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ gia đình thâm canh giống vải này. Thưa quý vị và các bạn, cùng với huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Hưng Yên cũng đã tập trung triển khai các giải pháp cấp bách để tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch COVID-19. Và trong chương trình thời sự ngày hôm nay, phóng viên Anh Thắng sẽ đề cập về vấn đề này. Xin mời phóng viên Anh Thắng. Cảm ơn chị Phương Lan. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng đến kinh tế xã hội Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Bởi tác động của nó là tác động nhiều chiều lên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, với ba tác động chính vào tăng trưởng, đầu tư và thương mại, gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất quan trọng, suy giảm tiêu dùng, tác động to lớn tới dịch vụ và du lịch, ảnh hưởng tới an sinh xã hội. Dù tỉnh Hưng Yên đã có nhiều biện pháp để chủ động ngăn chặn dịch COVID-19, tuy nhiên hậu quả của dịch bệnh gây ra đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của tỉnh, nhất là đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh như dệt may, da giày, sản xuất chế biến nông sản, điện tử. Lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng bị ảnh hưởng do sức mua của một số mặt hàng giảm. Các dịch vụ vận tải, vui chơi, giải trí, du lịch bị ngừng trệ. Trong đó, dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm gần 30%, dịch vụ lữ hành giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2019. Từ đầu năm đến nay đã có 44 doanh nghiệp giải thể, 150 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Từ tháng 3, một số doanh nghiệp thiếu nguyên liệu linh kiện nhập khẩu để sản xuất, không xuất hàng sang các thị trường tiêu thụ truyền thống. Số lao động bị ảnh hưởng là trên 15.000 người. Trong đó có gần 2.000 lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động, trên 13.500 lao động bị ngừng việc tạm thời hoặc nghỉ việc luân phiên. Đời sống người lao động, nhất là khu vực du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn và lực lượng lao động tự do rất khó khăn do phải nghỉ việc. Nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tiêu thụ và xuất khẩu gặp khó khăn, rớt giá. Toàn tỉnh có gần 110.000 người nghèo, người có công, bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng cần được hỗ trợ. Dẫu khó khăn là vậy, nhưng có một số doanh nghiệp của tỉnh ta đã nỗ lực bằng các hướng đi và giải pháp cụ thể, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế để tự cứu lấy mình nhằm ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Phóng sự sau đây sẽ đề cập về vấn đề này. Từ chỗ nhiều năm liền là doanh nghiệp có số nộp thuế nhà nước cao, bình quân mỗi năm khoảng 300 tỷ đồng. Dịch COVID-19 xảy ra cùng quy định về hạn chế sử dụng rượu bia là khó khăn kép làm cho doanh nghiệp này phải dừng sản xuất gần 4 tháng nay. Không đầu hàng trước khó khăn, chính trong thời gian này doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị chủ động của mình. Để khi bắt đầu hoạt động trở lại vào đầu tháng 5 vừa qua, cũng chính là thời điểm doanh nghiệp tung ra thị trường sản phẩm mới. Đến thời điểm này quay trở lại thì chúng tôi cũng đã cố gắng và cũng đã tung ra được những cái sản phẩm mới cho cái ngành nước ngọt. Và cũng hy vọng rằng là nó cũng một phần nào đó để nó đảm bảo được rằng là nó giảm bớt cái khó khăn cho doanh nghiệp cũng như là có những cái để mình đảm bảo được cái đời sống của người lao động. Giữa lúc thiếu nguyên liệu sản xuất và thị trường xuất khẩu bị đóng băng, nhiều doanh nghiệp may trong tỉnh đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ với các đơn hàng may khẩu trang. Kết quả, trong vòng hơn 2 tháng qua đã có gần 5 triệu chiếc khẩu trang xuất khẩu sang thị trường các nước, vừa giữ vững sản xuất vừa góp phần cùng cộng đồng quốc tế đẩy lùi dịch bệnh. Càng trong khó khăn, chúng ta lại càng thấy sự đoàn kết cũng như nỗ lực vượt bậc của từng doanh nghiệp để giữ vững sản xuất cho mình. Tùy từng ngành nghề sản xuất kinh doanh, thời gian qua cũng là thời cơ để các doanh nghiệp chủ động cơ cấu lại sản xuất, nâng cao quản trị doanh nghiệp cho hiệu quả hơn. Hay nói cách khác là nâng cao sức đề kháng, sức khỏe của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Và trong khi xảy ra dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp lại tìm thấy cơ hội phát triển từ chính trong khó khăn. Tỉnh cũng đã rất quyết liệt. Nhưng đồng thời song song với quyết liệt đó thì về phía doanh nghiệp cũng rất quyết liệt. Cho nên chính cái lần báo cáo của tỉnh trước Thủ tướng đánh giá rất là cao. Hưng Yên cũng là một trong số ít tỉnh đạt được cái mức tăng trưởng của quý 1 đến 7%.
và doanh nghiệp gần như vẫn giữ được cái mức tăng trưởng, và đồng thời cái số lượng lao động dừng việc là rất ít. Hết quý 1 năm 2020, Hưng Yên nằm trong nhóm số ít tỉnh thành trên cả nước vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đạt mức gần 7%. Thu ngân sách đạt trên 3.230 tỷ đồng, tăng 5,56% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sự chủ động, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Dù khó khăn được dự báo sẽ còn ở phía trước, nhưng với nỗ lực của doanh nghiệp cùng với các chính sách hỗ trợ kịp thời của nhà nước, chúng ta tin rằng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên sẽ vượt qua khó khăn. Kính thưa quý vị và các bạn, cùng với các cơ chế chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của chính phủ, của tỉnh Hưng Yên, đã có nhiều doanh nghiệp và các thành phần kinh tế được miễn giảm thuế, giảm lãi suất ngân hàng. Người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ kinh phí do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41 ngày 8 tháng 4 năm 2020, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Đây là một trong những chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp quan trọng nhất của nhà nước trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Theo Cục Thuế tỉnh, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 1.074 doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đã đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến nay các tổ chức tín dụng trong tỉnh tổng hợp có khoảng 15.245 tỷ đồng dư nợ chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, các tổ chức tín dụng đã thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ đối với khoảng 545 tỷ đồng dư nợ của 58 khách hàng. Miễn giảm lãi suất đối với khoảng 82 tỷ đồng dư nợ của gần 22 khách hàng. Cho vay mới trên 4.700 tỷ đồng với 1.676 khách hàng với lãi suất giảm từ 0,5 tới 2%. Trong đó, Agribank tăng mức hỗ trợ giảm lãi suất đối với chương trình tín dụng 100.000 tỷ đồng từ 1% một năm lên tới 2,5% mỗi năm, giúp khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Có 3 cái hình thức để hỗ trợ đối với khách hàng. Thứ nhất là thực hiện cái việc cơ cấu lại nợ trong những cái trường hợp mà khách hàng đề nghị. Cái việc thứ hai là thực hiện cái việc miễn giảm lãi. Và cái việc thứ ba mà chúng tôi thực hiện đó là cái việc cho vay mới với cái lãi suất ưu đãi. Trong khi đó, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hưng Yên cùng với thực hiện giảm lãi suất cho vay lên tới 1,5% mỗi năm cũng đã thực hiện giảm phí dịch vụ cho khách hàng. Bên cạnh những cái giảm lãi suất thì chúng tôi đã giảm phí và miễn phí các cái phí dịch vụ cho khách hàng. Ví dụ chuyển tiền là chúng tôi giảm 50%, mà có những khách hàng là thuộc diện là chúng tôi miễn phí 100% phí chuyển tiền. Và các loại phí thanh toán quốc tế và chuyển tiền nước ngoài thì chúng tôi cũng giảm phí từ 2-50% cho khách hàng để hỗ trợ khách hàng. Cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, toàn ngành ngân hàng tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Còn đối với vấn đề an sinh xã hội, tỉnh Hưng Yên đã triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội riêng của tỉnh từ tháng 4 năm 2020 như hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho 3.700 đối tượng người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ 50% mức chuẩn trợ cấp xã hội theo quy định 135.000 đồng một tháng cho 15.000 người cao tuổi đủ 75 đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, hỗ trợ 30 kg gạo mỗi hộ cho 7.500 hộ nghèo bằng 100% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng khối lượng 225 tấn. Và 20 kg gạo cho các hộ thuộc vùng thiết lập cách ly phòng chống dịch COVID-19. Mới đây nhất, ngày 5 tháng 5 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định hỗ trợ kinh phí cho người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, trên 21.000 người có công với cách mạng đã được hỗ trợ 1 và 3 tháng với kinh phí trên 31 tỷ đồng, hỗ trợ kinh phí 1 và 3 tháng cho trên 42.000 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng kinh phí trên 31 tỷ đồng. Gần 46.000 các đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ 1 tháng, 3 tháng với tổng số tiền trên 69 tỷ đồng. Song song với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh ta, hiện nay các làng nghề, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông nghiệp đang từng bước tháo gỡ khó khăn, tập trung khôi phục và đẩy mạnh sản xuất. Có thời điểm hơn 200 hộ với trên 400 lao động tại làng nghề Trạm Bạc, huyện Lai, xã Phù Ủng phải tạm dừng sản xuất. Nguyên nhân do hàng sản xuất ra không bán được. Tuy nhiên, sau chỉ thị số 12 ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, làng nghề Trạm Bạc, huyện Lai bắt đầu sản xuất trở lại với quyết tâm tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng suất chất lượng
trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Do cái dịch bệnh cho nên là không xuất khẩu được, cho nên tôi đã đẩy mạnh cái thị trường trong nước, tức là tiêu thụ qua nhiều cái kênh, một là cho cái lực lượng tiếp thị là đi thường xuyên, đấy, và hai là bán trên online, là thị trường online hiện nay là bán rất tốt. Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Trường Hải, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên có quy mô gần 50 lồng nuôi cá, chủ yếu là cá lăng, cá chấm, cháp các loại. Để tháo gỡ khó khăn hiện nay, bên cạnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ qua các kênh bán hàng khác nhau, hợp tác xã thực hiện trợ giá cho người dân, tiểu thương và các cơ sở ký hợp đồng tiêu thụ. Đây là giải pháp giúp hợp tác xã nhanh chóng thu hồi nguồn vốn để tái đầu tư sản xuất. Được biết hiện nay, hợp tác xã có khả năng cung cấp trên 120 tấn cá các loại ra thị trường. Trước đây là cá chép giòn chúng tôi bán là 105.000 một cân. Bây giờ hiện tại bây giờ để hỗ trợ giá thì chúng tôi có lấy có 95.000 một cân. Ví dụ cá lăng thì chúng tôi trước là chúng tôi bán 70.000, bây giờ chúng tôi lấy có 65.000. Đấy, riêu hồng cũng thế. Riêu hồng chúng tôi cũng giảm giá là còn có 45.000 một cân. Công ty rau củ quả Việt Nhật xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đang từng bước khôi phục để mạnh sản xuất với quy mô 5 hectare. Công ty tập trung chăm sóc, gieo trồng một số giống rau củ quả để đảm bảo số lượng cung ứng cho các đầu mối thu mua trong và ngoài tỉnh. Do đảm bảo quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, từ các khâu làm đất xuống giống, chăm sóc, thu hoạch, đóng gói, bảo quản, nên sản phẩm của công ty an toàn cho người sử dụng. Sản lượng tiêu thụ của công ty đã gần bằng với thời điểm trước dịch COVID-19. Dịch bệnh đã ổn định thì Thủ tướng Chính phủ ra cái chỉ thị là bắt đầu là củng cố lại sản xuất, thì công ty đã tiến hành coi là gieo trồng mới, thì hiện nay coi như là sản lượng đã được tăng dần lên từ tạ rưỡi, bây giờ chúng tôi đã coi như là đưa lên được 2,5-3 tạ một ngày. Với sự quan tâm chỉ đạo và các chính sách kịp thời của các cấp các ngành cùng sự nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các thành phần kinh tế, hy vọng chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bắt đầu từ ngày mai, 11 tháng 5, bậc học mầm non sẽ đi học trở lại ở tất cả các nhóm tuổi. Để đảm bảo điều kiện an toàn, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đang gấp rút thực hiện các công tác vệ sinh trường lớp, các dụng cụ học tập, bếp ăn bán trú cho các em. Trong thời gian 3 tháng trẻ mầm non được nghỉ học, các thầy cô giáo, người lao động của trường thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, phun khử trùng, khử khuẩn các phòng học, vệ sinh đồ dùng học tập. Ngoài ra, tranh thủ thời gian nghỉ học, các thầy cô giáo đã trang trí lại lớp học, làm thêm nhiều đồ chơi cho các cháu. Đặc biệt 100% nhà trường đều lắp đặt bồn rửa tay thấp, có mái che phù hợp với nhóm tuổi mầm non. Đến thời điểm này, khuôn viên trường lớp đã được đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, giáo viên sẵn sàng đón trẻ trở lại lớp học. Trong thời gian nghỉ dịch, nhà trường luôn đặt tiêu chí vệ sinh lên hàng đầu, đã nhiều lần phun thuốc khử khuẩn và vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị cho các cháu, và tổng vệ sinh trong và ngoài lớp, đảm bảo môi trường học tập và vui chơi an toàn đối với trẻ mầm non. Và chúng tôi cũng rất phấn khởi khi được trở lại trường, được đón các con đến lớp. Ngoài ra, việc tổ chức ăn bán trú cho các em cũng được tổ chức một cách hợp lý. Công tác vệ sinh bếp ăn, đồ dùng nhà bếp được thực hiện thường xuyên liên tục. Nhiều đơn vị đã trang bị thêm các thiết bị khử trùng, vệ sinh bát đũa cho các em để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó sẵn sàng đón trẻ mầm non đi học trở lại trong điều kiện an toàn nhất. Được biết, bậc học mầm non của tỉnh năm học này có hơn 77.000 cháu. Chiều ngày 9 tháng 5, cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 126 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lực lượng y tế của Sở Y tế đã tổ chức tiếp nhận 143 công dân gồm 56 nam, 87 nữ trở về từ Nhật Bản và Canada thực hiện cách ly để giám sát dịch bệnh COVID-19. Ngay khi công dân về tới nơi, lực lượng tiếp nhận đã nhanh chóng làm thủ tục đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với 100% công dân, ổn định nơi ăn ở. Trước khi đón các công dân trở về cách ly tập trung, đoàn 126 đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất phục vụ cho các công dân trong suốt thời gian cách ly tại đơn vị, tổ chức phun thuốc khử trùng, dọn vệ sinh, phòng ở, khu vực xung quanh doanh trại. Các trang thiết bị y tế, khẩu trang, đồ bảo hộ, dung dịch sát khuẩn được chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cách ly. Trong thời gian cách ly tập trung, toàn bộ số công dân sẽ được phục vụ ăn uống tại chỗ. Mọi nhu cầu cần thiết sẽ được sự hỗ trợ của các cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Hàng ngày, nhân viên y tế sẽ kiểm tra thân nhiệt,
cho các công dân 2 lần, phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực cách ly, đồng thời theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe các công dân để kịp thời xử lý khi các công dân có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đảm bảo an toàn, không để dịch bệnh lây chéo tại cơ sở cách ly. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, người cao tuổi xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ luôn gương mẫu thực hiện các phong trào, góp phần giúp địa phương phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị. Phóng sự thực hiện nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Ông Hoàng Ngọc Dũng, bà Nguyễn Thị Lợi đều đã hơn 70 tuổi, nhưng với ông bà, còn sức khỏe là còn cống hiến cho địa phương. Ông là chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong của xã, bà cũng là chi hội phó chi hội người cao tuổi thôn An Trạch. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Dũng bà Lợi được biết đến là người đi đầu trong việc vận động người dân hiến đất làm đường. Có thể kể đến như con đường xóm An Trạch được bê tông mở rộng lên hơn 3 mét như ngày hôm nay là sự đóng góp trên 60 triệu đồng của các hộ dân trên trục đường và trên 100 ngày công lao động. Ông bà là người tiên phong hiến 20 mét vuông đất thổ cư. Tôi tham gia rất nhiều công tác từ mặt trận, hội đồng nhân dân rồi trưởng thôn là đều có mặt, đồng thời quản lý nghĩa trang, kêu gọi con cháu tham gia cùng với bố mẹ để ủng hộ về tất cả các cái đường xá hoặc là phong trào của địa phương. Người cao tuổi xã Nhật Tân còn được biết đến là những hội viên hăng say lao động, tích cực phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, cho địa phương. Toàn xã có 1.200 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội, thì có trên 36 hội viên giữ cương vị là trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, chủ tịch hội cựu chiến binh và trên 300 hội viên còn tham gia phát triển kinh tế. Của mình cũng cứ sức khỏe đến đâu thì mình sẽ sản xuất lao động đến đấy. Tuy là 60 tuổi rồi đấy nhưng mà cũng vẫn cứ sản xuất tại vườn gia đình để nâng cao cái thu nhập cho gia đình. Hàng năm thì chúng tôi đều có tuyên truyền về cái truyền thống của người cao tuổi. Thế rồi là vận động gia đình con cháu chấp hành các cái chính sách ở địa phương. Ông bà mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền thì là 100% là hội viên đều đạt gia đình văn hóa. Vai trò của người cao tuổi xã Nhật Tân nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung đã đang và sẽ được tiếp tục phát huy. Họ luôn là tấm gương sáng, đi trước gương mẫu để thế hệ trẻ học tập và làm theo. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.